Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2021, tôi xin gửi đến quý vị bài viết Cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn trong chuyển đổi số. Bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý vị, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số. Chiều ngày 30 tháng 11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Đây là phiên họp thứ nhất của Ủy ban kể từ thời điểm được kiện toàn từ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Cách đây hơn một tuần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1964 phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo tổ công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, Ủy ban do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm chủ tịch. Ủy ban có hai phó chủ tịch gồm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và các ủy viên. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Không làm hình thức phiên họp đầu tiên của Ủy ban có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu giai đoạn mới trong việc triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chuyển đổi số, với ba trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc, từ xu thế thế giới, thực tiễn đất nước, chuyển đổi số là yêu cầu, đòi hỏi khách quan. Chuyển đổi số đang góp phần vào khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch có hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước, góp phần vào xu thế hội nhập, nâng vào vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín của đất nước. Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm đầu top 30 thế giới về truy cập số. Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ. Chính vì vậy, chính phủ phải đi đầu và dẫn dắt về chuyển đổi số, trong đó có việc tạo ra các thể chế số. Chính phủ đi đầu về chi tiêu cho chuyển đổi số, thì sẽ tạo ra thị trường chuyển đổi số cho các doanh nghiệp công nghệ số. Chính phủ đi đầu về chi cho nghiên cứu cơ bản một số công nghệ số nền tảng của chuyển đổi số, đó sẽ là những cú hích quan trọng cho chuyển đổi số thành công tại Việt Nam. Cách tiếp cận phù hợp nhất trong bối cảnh thay đổi nhanh và khó đoán định ngày nay là bước đi nhỏ nhưng tầm nhìn xa, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. Một xã hội số thì điều kiện tiên quyết là mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để đạt được điều này. Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để Việt Nam sẽ vào nhóm đầu top 30 về truy cập số. Thay mặt cơ quan có bước chuyển đổi số mạnh mẽ thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết, kết quả nổi bật là hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân. Đây là hai dự án quan trọng, là tài nguyên quốc gia đắt giá, là dữ liệu gốc cho quá trình phát triển chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay, Bộ Công an đã và đang phát huy hiệu quả hai dự án này. Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Công an làm giàu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang chia sẻ, nền nông nghiệp nước ta về cơ bản dựa trên trong trời, trong đất, trong mưa, trong nắng, đã đến lúc cần chuyển qua trong vào dữ liệu đám mây, vào các thiết bị kết nối thông minh. Nền nông nghiệp từ thói quen phỏng đoán, ước chừng, cần chuyển qua ghi nhận, thu thập rồi phân tích thông tin để kịp thời cập nhật, chuyển tải đến người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà tiêu thụ, cơ quan quản lý. Nền nông nghiệp từ dựa vào thủy lợi quá, cơ giới quá, điện khí hóa, cần được tích hợp thêm tự động hóa, thương mại hóa và số hóa. Đứng thứ 3 trong 63 địa phương về chỉ số chuyển đổi số năm 2020, đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay, có tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện chuyển đổi số. Do đó, cần có chính sách ưu đãi thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Bảo đảm minh bạch, tránh tiêu cực trong quá trình chuyển đổi số là rất quan trọng, cần rà soát, có hướng dẫn cụ thể về quản lý chi phí trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số, người đứng đầu quan tâm thì mọi việc suôn sẻ. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đề xuất kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2022 một cách cụ thể, hiệu quả, thiết thực, sát thực tế, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát. Các ứng dụng công nghệ số được xây dựng nhanh chóng, để cùng cả nước tham gia phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân đã tích cực sử dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội, nhất là dịch vụ công trực tuyến. An toàn, an ninh mạng ngày càng được chú trọng, thứ hạng an toàn, an ninh mạng Việt Nam được cải thiện vượt bậc. Năm 2020,
Việt Nam xếp hạng thứ 25 trong 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 25 bậc so với năm 2019. Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, công tác chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế đã được các thành viên ủy ban chỉ ra, như xếp hạng về chính phủ điện tử còn thấp, xếp thứ 6 trong các nước ASEAN. Việc kết nối giữa các nền tảng còn hạn chế, chưa làm tốt việc sử dụng chung dữ liệu. Không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc. Thứ hai, chuyển đổi số tác động tới tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bắt tay vào làm, như vậy, mới tạo ra hệ thống tổng thể và liên thông, từ trung ương tới cấp cơ sở. Thứ ba, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số. Thứ tư, phải có đầu tư thích đáng cho hoàn thiện thể chế, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị trên cơ sở khoa học, hợp lý, hiệu quả. Chúng ta phải đẩy mạnh hợp tác công, tư trong chuyển đổi số, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực cho xã hội để phục vụ chuyển đổi số với ba trụ cột chính, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Triển khai chương trình phát triển công dân số giao các công việc cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, thứ nhất, phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển chuyển đổi số. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách với tinh thần là xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo. Thứ tư, tích cực hoàn thiện các cơ sở dữ liệu. Thứ năm, triển khai chương trình phát triển công dân số. Một chính quyền số mà không có công dân số thì chính quyền đấy cũng vô dụng. Thứ sáu, tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương và hợp tác quốc tế rộng rãi. Bộ Công an cần tập trung xây dựng trình chính phủ ban hành nghị định về định danh và xác thực điện tử và nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý 4 năm 2022. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng, trình chính phủ ban hành nghị định thay thế nghị định số 64 và nghị định thay thế nghị định số 43. Thúc đẩy phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong chuyển đổi số quốc gia. Văn phòng Chính phủ tập trung xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đột phá để phổ cập thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Nội vụ thúc đẩy gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính và chuyển đổi số, chính phủ số. Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh theo đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát triển chuyển đổi số cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện tiêu chí, quy trình, quy chế về giáo dục và đào tạo số. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe bài viết, cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn trong chuyển đổi số. Bài viết được đăng trên báo điện tử chinhphu.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18h15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.